vô chơi luôn. Có ai đâu, có mấy người. Ngủ chút lên rồi ngủ rồi. Gà này mày để vô nêm vô. Mì, tương, xả. Mùi gì thơm thơm hả? Cà phê. Ngủ gì hơn. Chứ đại hồi. Chứ ăn đại hồi đó. Ép đường hút lốt cho nó không. Rồi xong ép nè. Đường hút lốt kẹo ha. Ừ, đường hút lốt rồi hủ cà phê nữa. Rồi lá chút nữa. Xả, tỏi, tỏi hành. Hành quá dữ. Vậy là nó thơm lên này mới xào cái đó, nó còn thịt gà ăn nó mới ngon. Xào cho nó săn thịt, nó mới để nước dừa tươi vô. Còn không xào lấy chút sẵn nó đó ngon. Thơm. Lắc đã vừa hết, xì vừa thế. Xì chứ không có để thêm là cho nó để xác xì. Nó săn thật lên mới để xác xì vô. Xì hả? Ít là nhiều đâu, nhiều nó ngọt lắm. Rút một chút mới để nước dừa đi nha. Nước dừa nữa hả? Nước dừa tươi. Dừa hai thứ luôn. Ờ, chứ xá xỉ không đâu. Không phải xào đen đâu mà xá xỉ không. Bữa nay em nhảo đàn nhà trên chợ nó cho nên không có liền, không có ngủ ạ. À.